Phụ trách chương trình xuống công viên Minh Đăng và Lâm Hùng xin cảm ơn quý vị vẫn giữ ban tầng của đài IBC TV để tiếp tục theo dõi phần tin vừa mới cập nhật. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên của chương của phần 2 đã cho biết rằng Nam Hàn sẽ tiêm phòng cho gia súc để ngăn chặn bệnh gia nổi cục. Kính thưa quý vị, chính phủ Nam Hàn hôm thứ tư đã cho biết nước này có kế hoạch phát động một chiến dịch tiêm chủng trên toàn quốc nhằm ngăn chặn đợt bùng phát bệnh gia nổi cục ở bò đồng thời thông báo 29 trường hợp mới đã được xác nhận kể từ khi đợt bùng phát đầu tiên đã được báo cáo tại một trang trại bò vào tuần trước. Giới chức Bộ Nông nghiệp Wang Jai Han đã cho biết trong một cuộc họp báo rằng các nhà chức trách đang đàm phán với các công ty trong và ngoài nước để bảo đảm có 4 triệu liều vaccine vào cuối tháng này, một lượng đủ để tiêm chủng cho tất cả đàn bò trong nước. Chính phủ đã cho biết họ có kế hoạch hoàn thành việc tiêm phòng cho tất cả bò trong nước vào đầu tháng tới, và họ hy vọng đợt bùng phát bệnh da nổi cục sẽ ổn định trong tháng 11, với thời gian 3 tuần cần thiết để phát triển kháng thể miễn dịch. Kính thưa quý vị, căn bệnh do virus có khả năng lây nhiễm cao, gây mụn nước và giảm sản lượng sữa, lây truyền qua các loài côn trùng hút máu như là mũi, ve và ruồi. Nó không gây nguy hiểm cho con người. Một bản tin tiếp nối về khoa học. Các nhà khoa học tái tạo về khuôn mặt thiếu nữ Inca bị hiến tế 500 năm trước đây. Các nhà khoa học từ Peru và Ba Lan trong thứ ba tuần này đã công bố khuôn mặt của một cô gái bị hiến tế hơn 500 năm trước dưới thời đế chế Inca và xác ướp của cô được tìm thấy gần với một ngọn núi lửa ở dãy Andes thuộc Peru cách đây gần 3 thập kỷ. Sử dụng công nghệ ba chiều, các chuyên gia đã tái tạo lại khuôn mặt của cô gái được cho là từ 14 cho đến 15 tuổi. Thi thể đông lạnh của cô được phát hiện vào năm 1995 ở độ cao 6.400 m so với mực nước biển ở tỉnh Keloma, thuộc vùng Arakoka, cách Lima khoảng 1.000 km về phía nam. Các nhà khoa học đến từ Đại học Santa Maria và Đại học Warsaw của Bà Lan đã công bố khuôn mặt được tái tạo sau 20 năm phân tích hộp sọ và thi thể của xác ướp được gọi là quý bà Apato hay gọi thông tục là Juanita. Theo nghiên cứu, cô gái này có thể đã bị hiến tế trong thời đế chế Inca như một lễ vật dâng lên cho các vị thần để yêu cầu họ ngăn chặn những thảm họa thiên nhiên như là hạn hán, lũ lụt, núi lửa phun trào hay là bệnh dịch. Các chuyên gia tin rằng Juanita, người có một vết đứt dài 5 cm ở hộp sọ, đã chết vì một cú đánh mạnh vào đầu, có thể bằng dùi cui hoặc là vũ khí của người Inca khi cô đang quỳ gây xuất huyết nội. Trở lại phần tin Hoa Kỳ, cựu tổng thống Trump nói toàn bộ vụ án là một trò lừa bịp, đó là một sự giả tạo. Donald Trump tùy tiện thổi phòng giá trị tài sản bất động sản của mình để bảo đảm phí bảo hiểm có lợi, Cựu luật sư và người sửa chữa của Trump, ông Michael Cohen, đã làm chứng tại phiên tòa xét xử gian lận sự gian lận dân sự của cựu tổng thống hôm thứ Ba ngày 24 tháng 10. Cohen, người đã cắt đứt quan hệ với cựu tổng thống Mỹ 5 năm về trước, hiện là nhân chứng quan trọng trong vụ kiện do Bộ trưởng Tư pháp Đảng Dân chủ New York Letitia James đưa ra cáo buộc Trump thổi phòng giá trị tài sản của các công ty gia đình của ông vụ kiện có thể phá vỡ đế chế kinh doanh của Trump. Cohen làm chứng rằng Trump đã giao nhiệm vụ cho ông tăng giá trị tài sản của công ty ông dựa trên con số mà ông tùy tiện bầu ra. Cohen đã cho biết giá trị cổ phần của công ty là bất kỳ con số nào mà ông Trump nói với chúng tôi. Hoa Kỳ sẵn sàng giúp cho Việt Nam đấu giá các mỏ đất hiếm tình từ Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ sẵn sàng giúp cho Hà Nội trong việc chuẩn bị cho đấu giá các mỏ đất hiếm tại Việt Nam. Hãng tin AP loan tin vào ngày 25 tháng 10 dẫn lời kinh tế gia trưởng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Emily Blanchard như vừa nêu trên đưa ra trong cùng ngày ở Hà Nội. Nguyên văn của bà Emily Blanchard khi được hỏi về việc đấu giá có thể mà cơ quan công quyền tại Việt Nam chuẩn bị cho những mỏ đất hiếm vẫn chưa khai thác như sau. Nếu Việt Nam chọn chúng tôi để hỏi sự trợ giúp trong công tác chuẩn bị đấu giá cho các mỏ đất hiếm, chúng tôi sẽ vui mừng trợ giúp. AP dẫn lại lời của một viên chức của hãng Blackstone Minerals Australia Tessa Custer nói với Roster vào hồi tháng qua rằng chính phủ Hà Nội có ý định cho đấu thầu nhiều lô tại mỏ đất hiếm Dong Pao trước cuối năm nay và Blackstone Minerals có kế hoạch thầu ít nhất là một khu. Cơ quan thăm dò địa chất Hoa Kỳ đánh giá chất lượng đất hiếm của Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc, với trữ lượng đất hiếm của Việt Nam chừng 22 triệu tấn. Kính thưa quý vị, một bản tin đã cho hay Việt Nam ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ tử vong đầu tiên. Việt Nam mới cho biết ghi nhận một trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tử vong do tình trạng suy giảm miễn dịch của người bệnh ở thành phố Sài Gòn. Theo tờ Sức Khỏe và Đời Sống hôm 25 tháng 10, ca bệnh là người đàn ông 29 tuổi, được điều trị đậu mùa khỉ hơn 10 ngày tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố. Tin cho hay đây là bệnh nhân đậu mùa khỉ đầu tiên tử vong tại thành phố Sài Gòn, cũng như tại Việt Nam. VN Express dẫn lời Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố là ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, đã cho biết rằng bệnh nhân cư ngụ tại Long An, nhập bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố vì sốt, nổi mụn, nổi mụn nước 9 ngày. Người bệnh có tình trạng suy giảm miễn dịch nặng với xét nghiệm HIV dương tính. Theo tờ sức khỏe và đời sống đây là một trong 18 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ bị HIV hiện đang điều trị ở bệnh viện này. Và trong ngày hôm nay thì hội đồng chuyên môn sẽ họp để phân tích kết luận về trường hợp tử vong này. Khám răng và dễ hú cho loài sói đỏ Mỹ, bảo vật quốc gia có nguy cơ tuyệt chủng. Kính thưa quý vị, loài sói đỏ có nguy cơ tuyệt chủng, loài sói đơn độc chỉ có nguồn gốc từ Hoa Kỳ đang dần quay trở lại nhờ vào chương trình nhân giống và tái thả cùng với sự chăm sóc đặc biệt cho săn của loài sói này Sở thú Point Defense có trụ sở tại Tacoma đang tiến hành khám răng và làm sạch răng trong một chương trình chăm sóc được quản lý của mình. Karen Wolf, bác sĩ thú y trưởng của vườn thú, cho biết răng bị gãy đã khiến cho chúng không thể ăn thịt. Bác sĩ thú y đang giúp cho việc củng cố quần thể chỉ có 270 con sói đỏ còn tồn tại, chủ yếu được chăm sóc tại các vườn thú hoặc dưới sự chăm sóc của quản lý. Chỉ có 20 con sống trong môi trường tự nhiên, lang thang trong 3 khu bảo tồn động vật hoang dã, nằm ở phía đông của North Carolina. Trong một lần kiểm tra gần đây tại một cơ sở trong khu bảo tồn động vật hoang dã cách Seattle, 60 dặm về phía nam, bệnh nhân được dùng thuốc an thần là một con sói 9 tuổi tên là 2077, là ông nội của 6 chú chó con sinh ra vào đầu năm nay và là cha của một chú chó sói được thả về tự nhiên trong khi đó, tại một trung tâm chăn nuôi ở bên ngoài thì lứa sói con gần đây nhất đang học cách để trở thành sói. Gần đây nhất là vào thập niên 1950-1960, Cơ quan Bảo vệ Động vật Hoang dã Hoa Kỳ đã có một chương trình diệt trừ sói để bảo vệ con người và các loài động vật khác. Chỉ sau này, họ mới hiểu rằng những kẻ săn mồi đỉnh cao là cần thiết để duy trì một hội sinh thái lành mạnh và cứu loài sói đỏ khỏi bị tuyệt chủng. Cơ quan này đã đưa 7 con sói vào thế giới hoang dã trong năm nay. Ba trong số những con được thả ra từ chương trình Sở thú Pond Defense, trong đó có một chú chó con sinh vào ngày 13 tháng 4. Phụ trách chương trình xuống viên Minh Đăng và Lâm Hồn xin cảm ơn quý vị đã vừa theo dõi bản tin cuối trong chương trình tin tức tổng hợp của đài ABC TV. Và chúng tôi cũng không quên cảm ơn những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến với IBC Home Shopping vẫn luôn đồng hành và bảo trợ chương trình tin tức của đài. Mọi chi tiết về các gói sale promotion của IBC Home Shopping với rất nhiều những sản phẩm dược thảo giúp chúng ta bảo vệ sức khỏe. Xin kính mời quý vị liên lạc đến số phone 714 892 5717, shopping online tại trang nhà ibchomeshopping.com. Chương trình tin tức xin tạm dừng tại đây. Chúng tôi kính chúc cho quý vị có một buổi tối vô lượng an lạc.